Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa chỉ đạo liên quan đến vụ 4 công nhân tại công ty trách nhiệm hữu hạn HS Tech Vina bị ngộ độc khí methanol trong phân xưởng sản xuất linh kiện điện tử, và đồng thời tiếp tục chỉ đạo thực hiện quan trắc môi trường lao động tại phân xưởng xảy ra vụ việc. Vào trước đó, vào khoảng 15 giờ chiều qua, ngày 1 tháng 3, tại công ty trách nhiệm hữu hạn HS Tech Vina, khu công nghiệp 3 Khai Sơn, xã Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh, xảy ra vụ ngộ độc khí methanol. Kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy đây là ngộ độc khí methanol tại phân xưởng sản xuất linh kiện điện tử thuộc công ty này đã khiến cho bốn công nhân bị ngộ độc và đang được điều trị tích cực tại trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai. Trong đó một bệnh nhân nữ 42 tuổi cũng được chuyển đến đây trong tình trạng hôn mê, tụt huyết áp, não tổn thương nặng không hồi phục và có dấu hiệu mất não. Gia đình đã xin về và bệnh nhân tử vong.